Thưa quý vị và các bạn, trong khi dự án đường DH72 qua địa bàn huyện Tiên Lữ nhiều năm chưa hoàn thành do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thì tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, ngay khi dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường liên huyện DH72 được phê duyệt, chính quyền địa phương cùng với nhân dân rất vui mừng phấn khởi bởi sẽ không còn phải chịu cảnh đường nhỏ hẹp xuống cấp. Vì vậy, hơn 300 hộ dân của xã đã đồng thuận hiến trên 6.000 m2 đất thổ cư và nông nghiệp để thực hiện dự án. Gấp rút di chuyển những gốc cây và ụ đất còn sót lại sau khi phá tỡ cây cối, tường rào khi hiến đất. Các thành viên trong gia đình ông Bình ai cũng vui mừng phấn khởi vì tuyến đường trước nhà sắp được mở rộng khang trang, thay vì đắn đo suy nghĩ về việc có nên hiến gần 40 m2 đất thổ cư với giá trị khoảng 500 triệu đồng cho nhà nước hay không. Con đường này quá cũ, nhưng mà hôm nay là có được cái dự án này này rất là ủng hộ. Thế nhà nước ủng hộ 10, tôi ủng hộ 1, 50 mét chứ 100 mét vẫn nhất trí, mà gọi để vui vẻ làm sao được cho là gọi là đường rộng thênh thang. Tuyến đường DH72 nối hai huyện Kim Động và Tiên Lữ đi qua hai thôn Đống Lương và Lương Xá của xã Hiệp Cường. Đây là tuyến đường liên huyện với phương tiện đi lại đông, sau nhiều năm qua luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng với hàng trăm ổ gà, ổ voi khắp mặt đường. Vì vậy khi nhận được chủ trương có dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường, chính quyền địa phương cùng nhân dân rất vui mừng. Song khối lượng cần giải phóng mặt bằng hiến đất của người dân lớn, giá trị cao nên khi bắt tay thực hiện, xã Hiệp Cường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần và sự quyết tâm cao nhất. Mới đầu thì là bước vào làm thì là cũng có một số hộ dân là cũng chưa hiểu, nên là chúng tôi phải đến từng nhà động viên để các gia đình hiểu ra vấn đề, là đều chung tay là hiến đất làm đường và tự phá dỡ các công trình của mình để cho thi công nhanh chóng. Khối dân vận đảng ủy đã cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội với chính quyền đã xây dựng cái mô hình vận động nhân dân thực hiện hiến đất, thì đến nay nhân dân tự nguyện 100%. Chúng tôi đã bàn giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay đã có hơn 300 hộ dân của xã đồng thuận hiến đất, trong đó có khoảng 100 hộ hiến đất thổ cư và khoảng 200 hộ dân hiến đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất hiến để mở rộng đường khoảng 6.000 m2. Các hộ dân đã nhanh chóng phá tỡ công trình, nhà cửa, cây cối để bàn ra mặt. Hiện tuyến đường đang thực hiện phần việc thi công rãnh thoát nước hai bên đường. Nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ ngay khi nhận lệnh cái là gia đình chúng tôi tổ chức tháo dỡ và là dọn dẹp, giải phóng mặt bằng đầy đủ cho bên thi công mà làm việc, không có gây cản trở một tí nào cả và còn tạo điều kiện và giúp đỡ hơn thêm. Thành công của xã Hiệp Cường trong việc tuyên truyền, vận động sự ủng hộ, đồng thuận của người dân hiến đất làm đường chính là minh chứng rõ nét nhất khi sự đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân được siết chặt, chính là chìa khóa để mở ra mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.